Tại Hà Nội, Hiệp hội Xuất tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác giữa hai bên và giới thiệu Liên hoan phim Châu Á lần thứ ba năm 2025. Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Tiến sĩ Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xuất tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện các sở ban ngành liên quan phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng nguyễn thị anh thi cho biết với những kết quả tốt đẹp của hai kỳ tổ chức liên hoan phim châu á đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố và hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh việt nam chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức liên hoan phim châu Á Đà Nẵng giai đoạn 2025-2030 để xây dựng thương hiệu liên hoan phim châu Á Đà Nẵng Danap trở thành một sự kiện điện ảnh uy tín ở châu Á và thế giới góp phần xây dựng hình ảnh thành phố Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng của các nhà làm phim Việt Nam và quốc tế của khán giả cũng như khách du lịch trong và ngoài nước hướng đến mục tiêu đưa thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố của sự kiện và lễ hội